Sáng nay tại trường mầm non Thượng Long, huyện Nam Đông, Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng kinh phí xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn và tặng sữa học đường. Theo đó, Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành trao hơn 1,2 tỷ đồng để huyện tiếp quản tiến hành hỗ trợ xây nhà vệ sinh đạt chuẩn và sữa học đường cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong đợt này, công ty cổ phần sữa Vita Dairy cũng trao sữa học đường cho tất cả các cháu trường mầm non Thượng Long với kinh phí hơn 16 triệu đồng. Được biết, ngoài sự hỗ trợ của Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nam Đông đã tiến hành huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực tiến hành xây dựng hơn 350 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho hộ nghèo, cận nghèo và tiến hành trao sữa cho tất cả các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn huyện. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo huyện Nam Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn hội sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo huyện Nam Đông và đại diện Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công các nhà vệ sinh đạt chuẩn ở xã Thượng Long.